Chào mọi người, hôm nay shop đã lên tiếp cho người một lô cần. Thì lô cần này sẽ là những cây cần, đa phần sẽ là cần carbon, cần 2 khúc, 3 khúc. Rồi, để shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi anh tổng, nếu hàng lỏng clip shop lên thì anh em cứ gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Vô cây thứ nhất mình cầm thảo. Thì cây thứ nhất gửi lên cho mọi người là một cây cần của Olympic. Thì cây là một cây cần rút nha, cần rút Olympic. Bass là bass Pussy, phen là phen Pussy, phen loại xám. Thì tất cả các phen đều bao ok hết. Phôi thì sẵn găng guốc nè. Đó. Thì cần này cứng 20 dài 3 m nhá, cứng 20 dài 3 m. Phôi cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì giá cái này cực kỳ mềm, giá chỉ là 500 thôi nha mọi người, 500k cộng ship nhá, cái số 1 nhá. Đây, phôi nó cực kỳ ok ha. Đó. Đọt đây, đọt cũng là đọt carbon nha mọi người. Đó, tất cả các phen ok, không lỗi nha. Nặng là 220g, đọt 1.7 ly. Cứng là cứng 20 nha mọi người, cứng 20 dài 3 m. Giá công khai số 1, giá là 500k cộng ship. Thì cây này thì anh em có thể về câu lăng xê. Đó, câu lăng xê, câu câu ngâm. Đó, rất là ok ha, cực kỳ cảm giác luôn. Rồi, 500k cộng ship cái số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên tiếp người một cây cần rút. Thì cây này một cây cần rút mà dạng cần lua nha mọi người. Đây. Một cây cần của Suzumi. Hàng này hàng Korea nha mọi người, hàng của Hàn Quốc. Thì cây này dài 3 m, nó tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó. Phen của nó là phen Fuji nhé. Phen là phen Fuji, tất cả phen ok hết, không bể nứt gì nhé. Bass là bass Fuji. Đó. Phôi là phôi carbon. Đây. Cho đọc cho mọi người xem. Đây, đọc carbon sẵn nha. Đó. Nếu cây này thì anh em về không dùng lua thì anh em có thể câu ngâm cũng rất là ok ha. Đó. Đó. Thì cây này chuyên về câu lua nha mọi người. Đó, tư vấn lua cho mọi người đó. Đó, cây này chuyên về câu lua nhé. Đó, câu lua, câu ngâm. Đó, phèn rất ok ha. Tổng thể ngoại hình thì còn có xe xác ít thôi, không có nhiều. Thì cái này nặng là 229g, đọt 1.8, giá công khai cái số 2, giá vẫn là 500 nhé. Tiếp theo cái số 3. Thì cái số 3 lên cho mọi người và mạng ngọn cây là một cây cần dạng câu cảm giác. Thì cái này chuyên về cho anh em câu trên bè, câu cá hanh, cá cháp. Anh em ở miền Tây á, thì có thể câu cả cá lăng, cả mè dảnh, mè dinh. Đó. Đây. Một cây cần của China sản xuất, một cây dài 2m1 nhé. Đó. Phen là phen hãng, bass là bass hãng. Đó. Đây, hàng China sản xuất, dài 2m1, độ cứng là gơ tầm khoảng 20 thôi, độ cứng 15-20, đọt là đọt tháp. Đó. Cái này đọt cực kỳ nhạy luôn. Đó, cho anh em câu những con cá nhát. Thì cái này chất liệu của nó là carbon pha. Đó. Đây. Dài 2m1, nặng là 175g, đọt 1.3 ly, giá công khai cây số 3, giá là 250k nha mọi người, 250k cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần dài 1m8. Đó, dài 1m8. Thì cây này thích hợp cho anh em nào câu trên bè, trên thuyền. Đó, vì nó tương đối ngắn. Đó, nè, tương đối ngắn. Thì anh em có thể câu ở trên cao trên mà anh em thả xuống gạn, không thôi xuống mấy cái gông trà. Thì cái một cây cần của Alpha Taco. Đó, Alpha Taco. Thì cái này dài 1m8, hàng của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đó, hàng Korea xuất Nhật. Phen của nó là phen Fuji hết nha mọi người, phen Fuji hết luôn. Đó. Cây này thì shop về xưa vệ sinh luôn nè. Đó, tất cả là phen Fuji hết. Đây, Fuji là xám nha. Bass của nó là bass Fuji. Đó, bass Fuji. Cần carbon nhé, cần carbon, đọt này là đọt tháp. Đó, cần carbon, đọt này là đọt tháp. Thì cái này cứng của nó để trên đây là cứng từ 100 đến 150 nhé. Độ cứng này tương đối cao. Đó, cho anh em câu bạo lực. Đó, tải chì cây này thì tải chì tầm khoảng 200-150g mà dư sức. Thì cái này nặng 109g, nặng 190g, đọt 2 ly 2, dài 1m8, giá cũng khai cái số 4, giá là 600 nha mọi người, giá cực kỳ hữu nghị luôn, 600k cộng ship cái số 4. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên mọi người một cây cần cắm gốc. Đó, một cây cắm gốc. Đây. Đó. Cây một cây cần nội địa nha mọi người, nội địa cắm gốc. Đây, nó để cứng 30, dài 1m8 nha.
Thì loại này cũng chiên về cho anh em có chín bè gà, chín bè, chín gà đó. Đó, càng carbon, carbon ron nè. Bát của nó là bát Pussy nhé, bát Pussy, fan là fan Pussy. Càng tổng thể còn rất là ok luôn đó. Fan keo chỉ ok hết nha mọi người. Đọt ở đây nó sẽ thấp nha mọi người, đọt ở đây sẽ thấp, thấp cái sợ thì tinh, tăng lỗ tải cái càng lên. Bù nguyên zin. Dạng này dạng càng cắm gốc thì chiên về cho chín ghe chín bè nhá, chứ không phải cầu trong mé mà anh em cứ quăng ra đâu. Mấy cái này quăng rất là khó luôn. Thì đó, cầu chín ghe chín bè thì anh em có thể thả ở trên thả xuống. Thì cái này nặng là 230 g, đọt 1.8, cây số 5, cứng 30, dài 1.8, giá công khai số 5, giá 700 cho người, 700 cộng tiếp cây số 5. Tiếp theo cái số 6. Thì cái số 6 lên cho mọi người là một cây cần rất nhiều anh em săn nè. Thì đây là một cây cần cắm gốc hàng nội địa. Thì cây này được cái là hai đọt. Đó. Và tất cả những đọt này là đọt sợi thủy tinh đặc nhá, đọt sợi thủy tinh đặc nên nó rất là nặng, nặng với độ tải của nó cực kỳ cao luôn. Đó. Thì sợi thủy tinh thì bao chắc đây. Đó, đây. Đó. Rõ nhau nó kêu á. À, đọt này đọt đặc nha mọi người. Thì cái này dài là 1m65, hai đọt, một đọt cứng 60-80, một đọt cứng 120-150 nhá. Đó. À, fan của nó là fan Pussy loại xám nè, rất là đẹp luôn. Bát là bát Pussy tem vàng. Đây, fan đây, nhìn rất là đẹp nhá. Cần này thì nguyên zin nhá, nguyên zin. Đó, chưa độ chế, chưa lên keo lên chỉ gì hết. Đó, nguyên zin từ anh Z luôn. Loại okay, phen mà phen loại xám nha, anh em nhìn rất là dễ biết lên keo hay lên phen gì à. Đó, rất là đẹp ha, đọt đặc đó, cực kỳ mới luôn. Cây này cũng dạng chiên anh em câu rạn, câu chín ghe chín bè chín thuyền đó, cho đến bạo lực nhé. Thì cái này nặng là 100, nặng cái này nặng là nhiêu ta để cân xem. Cái này nặng sẽ là 135 g nha người, nặng 135 g. À, đọt 1 ly, đọt 2 ly 1 á, đọt cứng là 60-80, đọt 2 ly 6, đọt cứng sẽ là 100-150. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 900 nha mọi người, 900 cây số 6, càng cũng rất là ok nha. Tiếp theo cây số 6, cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần dạng cần độ, chỉnh là cần độ luôn, cây này chỉnh độ luôn, cây này được máy nhật độ nha. Thì cây này sẽ là dài là 1m9. Đây, cái này là một cây độ của cần nhật. Đây, cây này là một cây Shimano Hyperwar X. Đó, là men nhật cắt ra làm cần cắm gốc nè. Đó, và cái gốc của nó sẽ tháo ra được luôn. Đó, đây, tháo ra đó luôn. Đó, nó sẽ là như thế này. Đó, cần chuẩn độ luôn. Phôi của cây này là phôi carbon sáng ít nha mọi người, phôi carbon sáng ít. Fan của nó là fan Pussy dạ quang. Đây, phôi carbon sáng ít, fan Pussy dạ quang. Đó, càng được vắn màng vo nè, fan là fan Pussy dạ quang, bát là bát Pussy nè, rất là đẹp. Cây này cũng chuẩn về cho anh em coi trên ghe trên bè nhé. Nói chung là càng này lấy về chưa vệ sinh. Đọt của nó đọt tháp nhé, đọt tháp tất cả đều ok hết, không lỗi nha mọi người. Đây, thúc nó carbon đây, sáng ít luôn ha. Đó, càng rất là chắc luôn. Đó. Thì cái này nặng là 295 g, đọt 2 ly 3, độ cứng 50-80, đọt 2 ly 7, độ cứng của nó là 100-120. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 800 nha mọi người, 800 cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần nội địa. Thì cây một cây cần nội địa Nhật. Đó, cây một cây cần Alpha Taco, dạng cần cắm gốc là cắm gốc lở nha mọi người. Đây, đọt nó sẽ hộ với gốc là nó chênh lệch nhau nè. Fan của nó là fan Pussy loại xám nhá. Đó. Bát của nó là bát Pussy tem vàng. Đó, fan của nó là fan Pussy xít luôn nha mọi người. Fan này fan xít luôn. Bát của nó là bát Pussy tem vàng. Đây, nhìn cực kỳ chắc ha. Thì cái này dài 2m7,
Độ cứng cái này ra tầm khoảng 50, và cái này được sản xuất tại Nhật cho mọi người, Mercedes-Benz đó. Phôi là phôi lát nha mọi người, phôi này phôi sợi titan đó. Đó. Mấy cái phôi sợi titan này thì rất là chắc này, chắc và bền. Đó, buộc trong sẵn dạng môi chè. Đó. Đây. Test đọc cho mọi người xem. Đó. Khá là nhẹ nha mọi người. Đó. Rồi. Thì cái này nặng là 100, nặng là 345 g, đọt 2 ly mốt. Giá công khai cái số 8, giá là 850k nha mọi người, 850k cộng ship cái số 8. Tiếp theo sẽ là cái số 10. Thì cái số 10 lên cho mọi người một cây cần Shimano khuyên lá, thì cái này bán với giá thanh lý nhé. Giá 500 luôn. Đó, giá thanh lý 500. Shimano khuyên lá nè. Đó. Thì cái này được men Nhật chế cháo quầy độ rồi coi. Nhưng mà chuẩn phôi của nó là phôi Shimano nha mọi người. Phôi Shimano phen lá. Bát là bát Fushin nè. Đó. Phen lá. Phen lá là tất cả là phen xít thích nha. Đó. Và cây này là 2m7 thì men Nhật này ông độ là thành 2m6 nha mọi người. 2m6. Đó. Ông cắt gốc. Đây thì chỉ lại đây. Đó. Phen lá nha. Tất cả ok hết. Độ lại 2m6. Thì cần có xây sát nè. Đó. Cây này thì anh em mua về câu, không phải mua về lấy phen dựng lại cây khác cũng rất là ok ha. Thì cái khớp nối của nó đây, phôi của nó là phôi carbon nha, nối của nó thì nối không vô sâu được nè. Đó. Đây, nó vô được một khúc đây, nó vô được có như đây. Đó, nó gõ cho mọi người luôn nhé. Đó, mọi người về lấy nhám trà hay thôi sao đó. Rồi, cái này thì bán với giá thanh lý, giá 500. Đó. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 50-80, nặng là 272g, đọt 2.4 ly, dài 2m6. Giá công khai là 500 mọi người, 500 cộng ship cái số 9. Đó. Tiếp theo cái số 10, đó, lên nhanh cho mọi người luôn. Cái số 10 lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Thì cái này cây sợi titan nha mọi người. Phôi là phôi sợi titan nên nó rất là dịu. Thì sợi titan nó tương đối nặng và nó rất là dịu cái cần. Đây. Uốn cong hình chữ C được nè, đó. Thì mấy cái này dạng về cho anh em nào thích câu cảm giác. Đó. Câu lăn C, câu cảm giác, câu ngâm, câu chép. Thì cái này dài 2m7, độ cứng ra tầm khoảng 30 thôi nha mọi người. Dài 2m7, độ cứng 30. Phen của nó là phen full sheet, đó, phen bóp. Đây, có để trên đây nè, đó, sheet nè. Đó, phôi của nó là phôi sợi titan. Rất là đẹp. Cái phen này thì shop chưa vệ sinh nè, thấy không, nó đóng bụi nè. Đó. Và anh em nào thích thì vệ sinh lại giúp. Với giá công khai cái này giá bao nhiêu luôn, giá 600 mọi người. Đó, một cây phen xít dài 2m7, nặng là 300g, cứng là cứng khoảng 30 thôi. Đó, dài đọt của nó là 2.6 ly. Giá công khai cái số 10, giá 600, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Đó, anh em câu cha, câu chim, câu chép, câu lăn xe lấy mấy cái này về đánh thả ga. Đó. Đây. Đọt công hình chữ C được nè, đó, thấy không? Test cho người rõ ràng nha. Tiếp theo cây số mua 1. Cây số mua 1 vẫn quậy, giá là 600 nha. Phôi vẫn là phôi Titan. Phen vẫn là phen Fusisit, đó, phen bóp. Nói thật thì cái phen này thì nếu mà mấy cây khác mà hư á thì ga thợ á, thợ tính phen này là 50.000 một phen á, cứ thay vô là tính 50.000 phen. À, cái này rất là nhiều phen luôn, khỏi lo. Bù của nó là bù chống sẵn nha, bù chống sẵn, bù full sheet luôn. Thì cái này một cây cần Alpha Taco dài 3m. À, phôi cũng là sợi titan nha. Lát. Phen cũng là phen full sheet. Phen full sheet, hàng của hàng Korea xuất Nhật. Bát bát Fuji tem vàng, dài 3m, cứng ra tầm khoảng 50-30 thôi. Đó, cứng ra khoảng 30-50 thôi nè. Đọt nó rất là cong nhá. Nói trước nha mọi người là cây này nó rất là dịu. Đó, phôi sợi titan nên nó rất là dịu nha mọi người. Đó. Thì cây cứng cứng 30-50, nặng là 330g, đọt 3 ly, dài 3m. Giá công khai cây số 11, giá là 600 nhá. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 vẫn vậy, sợi titan nhá. Phen vẫn là phen Fuji Sheet nè mọi người. Đây, để cho mọi người xem phen Sheet nhá. Rất là đẹp.
Khoan xít chân đen. Mấy cái phen này rất là đắt tiền luôn. Đó. Phôi nữa đây. Phôi được sơn ánh kim ha. Bát là bát Puchi tam hoàng. Thì cái này nó bị xé tem xé nhãn rồi. Thì đa phần mấy cái này chắc của Ruby, đúng rồi, của hàng Mamisa thôi. Đó. Hàng sẽ là hàng Korea xuất Nhật. Đây, phen nó đây, đó. Phen Puchi xít nhá. Phen bấm, phen rất là đẹp. Bộ cũng rất là xịn luôn. Thì mấy cái này về chia cho anh em câu lăng xê, câu ngâm, câu cha, câu chép. Độ cứng ra tầm khoảng 30, dài 3 m, đọt 2.7, giá công khai cây số 12, giá con là 600 nhé. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 lên bản cho người một cây hàng dạng về sưu tầm chơi thôi. Đó. Cây số 13 giá là 350k và cái một cây cần nội địa. À, phen của nó đây, phen là phen cổ nhá, phen dạng phen của hãng Sakura, à, Sakura nội địa Nhật đây. Nhưng mà cái bát nó cực kỳ ngầu nha mọi người, đó. Cái bát Sakura thì ngầu khỏi bàn. Thì sắp bán dạng bản thanh lý thôi, đó, phen ở đây. Thì mấy cây này thì anh em nào thích nào lấy phen này nè, dựng lại cần he chi hay thôi cần cục tôm á, cũng rất là độc nha. Phen lỗi này là lỗi xít hết nha mọi người, lỗi này là lỗi xít hết. Đó. Cần thì bao lỗi nhá, không lỗi gì hết. Nhưng mà dạng này cần ít anh em câu. Đó. Bán với giá sưu tầm thôi, giá cực kỳ hữu nghị, 350k. Thì cái này nặng là 435g, đọt 2.7, đọt 2.2, cứng 20, giá công khai cái số 13, giá là 350k nhé. Tiếp theo cái số 14, 14 lên cho mọi người một cây cần bạo lực. Thì cái 14 lên cho mọi người một cây cần của Olympia. Thì cái này lần trước shop đã lên rồi nên bán không được, lần này giảm giá tiếp. Thì cái này dài 2m4, đó, dài 2m4. Độ cứng cái này thì độ cứng nó rơi tầm khoảng 120 đến 150 nha, rất là cứng. Đó, cái này về cho anh em nào câu máy điện nè. Câu đáy tải trì tầm khoảng 500g á thì có vẻ cái này sẽ cong. Đó. Phen của nó là phen biển mọi người, phen biển và bu của nó được thay rồi. Đó. Phen biển và bu nó được thay. Đó. Đó. Bát là bát Puchi nè, phen là phen Puchi. Đây lỗi xám nhá. Thì cái này dài là 2m4, nặng là 350g, đọt 4.2, độ cứng từ 120 đến 150, giá công khai cây số 14, giá 500 nhá, 500 cộng ship cây số 14. Tiếp theo cây số 15, cái 15 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Đây một cây cần của Daiwa. Thì cái này một cây cần Daiwa carbon wicker. Đó. Đây, carbon wicker. Thì dòng carbon wicker dạng sẵn hai da nha mọi người, sẵn ít hai da. Đó. Thì cây này dài 3m, cứng 30, 3 khúc. Phôi cần carbon sẵn ít. Đó. Phôi sẵn ít nha. Bát Puchi, phen Puchi. Đó. Sẵn ít. Mấy cái phôi này cực kỳ nhảy luôn, nhảy qua nảy. À, cứng 30, dài 3m thì chuẩn về cho anh em nào câu lăng xê, câu chép, câu ngâm. À. Càng rất ok hả mọi người. Rất là im. Hàng đai qua thì cái này là một cái nội địa nhé, cái nội địa. Thì cái này nặng là 350g, đọt 2.7, cứng 30, dài 3m, 3 khúc. Giá công khai cây số 15, giá 800 nha mọi người, 800 cộng ship cây số 15. Tiếp theo cây số 16 lên cho mọi người một cây cần của hàng của nhãn gì ta, Gamber gì đó, Gamble gì nè. Đó. Thì cái này một cây cần carbon luôn nha mọi người, cây này một cây cần carbon, gốc ra đây. Đó. Phen là phen Puchi loại xám, phen rất là đẹp nè. Đó. Đây, phen đề ba đây,
Rất là đẹp luôn. Cây này thì độ mới cũng rất là cao, độ mở tầm khoảng 92-93%. Bát của nó là bát Fuji xem vàng. Cây ba khúc nha, phiên Fuji màu trắng. Dài là sẽ là 3m3. Thôi đây, coi sẵn nhá. Đây, phiên nó đây. Rất là đẹp ha, phiên Fuji loại xám. Bu là bu mo chè nè, đó. Cần là để cho mọi người, bu mo chè. Khớp nối đây cũng rất là đẹp. Cây này độ cứng ra tầm khoảng 30-50 nha mọi người, 30-50. Dạng chỉnh về cho anh em có lăn xe, câu ngâm, câu tra, câu chép. Thì cái này nặng của nó là nặng 350g, đọt 21, cứng 50. Giá con khai cái số 16, giá là 700 nha mọi người, 700 cái số 16. Tiếp theo cái số 17. Cái số 17 lên mọi người một cây cần đai qua. Cũng carbon vicker luôn. Đó. Đây mọi người, đây qua carbon vicker. Sẵn ít ha. Đó, cứng 50, dài 3m9. Dòng carbon vicker, dòng là đĩa nhé. Thì cái này dạng bán thanh lý. Tại vì cái xe cần của nó là cứng 350 mà dài 3m9 thì rất ít anh em câu cái xe cần này. Nên giá thanh lý của nó là sẽ là 650k nhé. Một cây cần sở hữu bộ phen là phen Fuji nè. Đó, bát là bát Fuji, khôi carbon sẵn ít mà giá 650k thì quá trời bèo luôn. Đây, phen Fuji loại xám nha mọi người. Đó. Thì bao mọi lỗi lầm nha mọi người, cần không lỗi gì hết nha. Bát là bát Fuji nè. Đó, bát là bát đai qua, bát đời cao. Phôi của nó đi, Gomez ha. Đó. Phôi dạng carbon hai da nhá. Đây, đó, phen Fuji loại xám. Đó. Đây nè, đó. Đây, dài 3m9, cứng 50. Cây này về dạng đánh đập thủy điện, thôi đánh hồ, câu lăng xê đánh hồ cũng rất là ok. Câu cá mè. Loại xám nha, bu là bu mo chè, bu xít. Thì cây này tổng thể của anh toàn rất là đẹp nhé. Nặng của nó là 350g, đọt 2 ly 1. Dài 3m9, cứng 50, giá công khai cây số 17, giá là 650k nhé. Rồi, tiếp theo qua đây. Và đây là cây số 17 và cây số 18. 18 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Đó, một cây Shimano, hàng của China xuất trực nha mọi người. Thì cây Shimano là một cây Shimizu nè. Đó. Phôi của nó là phôi carbon nha. Phôi là phôi carbon. Phen của nó là phen Fuji. Đó, đây, để cho mọi người xem. Phen của nó là phen Fuji. Bát của nó là bát Fuji, bát Shimano luôn. Tổng thể cần còn rất là mới nha mọi người. Soi mọi người xem nhé. Thì cây này nó sẽ cứng là gơ tầm khoảng 50 thôi nha mọi người. Cứng 50, dài 3m3. Đó. Càng rất là đẹp. Loại này cũng chuyên về cho anh em là câu ngâm, câu lăn xê thôi nhé. Bu là bu xít nha, bu xít chống sắn. Đây, càng rất là chi là ok. Đó. Quá ok luôn á. Thì cây này nó sẽ là nặng là 385g, dài 3m, đọt của nó là 1 ly 2. Đó. Đọt của nó là 2 ly 1 nha mọi người, đọt 2 ly 1. Thì cây này cứng 50, giá công khai cỡ số 18, giá là 750k nha mọi người, 750k cộng ship cỡ số 18. Tiếp theo cỡ số 19. Cây số 19 lên mọi người một cây cần Ryobi. Đó, cây này 2m1. Hàng này hàng của Korea quá. Nó bị xó cái này rồi. Đó. Thì bôi cái này thì chắc chắn hàng của Korea rồi. Nó có chữ K, chữ O nè. Đó. Đó, thấy không? Hàng Korea. Chứ không phải xó cái này mà báo nội địa đâu. Đó. Hàng Korea nha mọi người. Hàng của Hàn Quốc xuất nhập. Thì cây này dài 2m1, dạng này dạng chi anh em coi trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. Tại vì cây này nó tương đối cứng. Đó. Phôi của nó là phôi carbon, cán là cán bốt nè. Đó. Phen Fuji. Tổng thể càng đẹp, bát là bát Fuji nè. Đó. Càng Alpha Taco. Đó, Alpha Taco 2m1. Phen Fuji, bu là bu môi chè. Xuống nó sẽ chèn ra ngoài đây nè, dạng mô chè. Đó.
Thì cây này dạng đọt thấp nha người, đọt nó thấp nên độ cứng nó cực kỳ cao nhé. Độ cứng nó ra tầm khoảng 80 đến 100. Thì cây này dài 2m1, độ cứng 80 đến 100, nặng là 210 g, đọt 2 ly 2, giá công khai cái số 19, giá là 750k nhé. Tiếp theo cây số 20. Thì 20 lên cho mọi người một cây nội địa nha mọi người. Thì cây này một cây cần nội địa, được máy Nhật quấn keo, quấn chỉ, quấn từ lâm chân rồi. Đây, nó quấn dây nè, đó. Phôi của nó là phôi carbon sẵn nè. Đó, phen là phen Pusi loại xám nè. Đây, đó. Đây, phôi carbon sẵn nha. Bát Pusi tâm quạng nè, Japan. Rất là đẹp ha. Đó, đọt của nó đọt thấp, tăng độ tải với cần. Phen loại xám nè, phen đời 3. Bu chống sắn, không phải chống sắn mà dạng bu môi chè, bu xít nè, môi chè đó. Thì cây này một cây cần nội địa chắc mọi người luôn đó. Đây, họ quấn cái miếng gì này nè, rất là chắc ha, rất là đẹp, cần rất là đẹp. Thì cây này dài 2m4, đọt 2 ly 2, đọt cứng ra tầm khoảng 50-80, nặng là 330 g, đọt giá công khai cây số 20, giá là 750k nhé. 750k cộng chiếc cây số 20. Tiếp theo cây số 21. 21 lên cho mọi người là một cây nội địa nhé. 21 lên cho mọi người là một cây nội địa. Thì cây này cây của Sakura. Đó, Sakura hàng nội địa. Thì cây này dài 2m55. Giá công khai cây cần nội địa này giá cực kỳ bèo nhèo, giá chỉ có 650k thôi. 600k cho một cây cần nội địa. Phen của nó là phen Fuji nè, loại xám. Được sơn giả chút nha. Đó, được sơn giả chút nhưng mà càng có xuất sắc. Bát là bát Fuji tam quan. Đó. Chúng thì càng xuất sắc thì bảo anh em xuất sắc. Sakura nội địa Nhật nhé. Dài 2m55. Đọt của nó đọt thấp nha, nhưng mà vẫn có xuất sắc. Mà dạng cái này quê anh em dạng câu lăng xê, câu ngâm, dạng nó bạo lực và thả ra. Phôi nó cũng cực kỳ chắc. Buông đây, bu xít màu chày. Cần nhìn từ xa rất chi là ok nha mọi người. Đó. Mọi người nào không thích cái ngoại hình đó, thì không quan tâm đến ngoại hình lắm đó, thì đây, chất lượng đây rất chi ok luôn ha. Nhúng nhúng đây. Đó. Đọt tháp nên nó rất là nhạy cá nha mọi người. Đây. Để thử cho mọi người xem. Đây, đó, rất là đanh. Đó, rất là đanh và nhảy. Thì cái này dài 2m55, nặng là 321 g, đọt 2 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Giá công khai cây số 21, giá là 600k nha mọi người, 600k cộng ship cây số 21. Tiếp theo cho mọi người là cây số 22, một cây nội địa. 22 lên cho mọi người là một cây cần của Nagato. Đó, hãng nội địa Nhật. Thì cái này còn gấp chi là ok. Đó. Màu trắng nha. Đó, phen Fuji loại xám nè. Bát là bát Fuji tam quan. Cản là cản mút. Đó, phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Dài 2m55. Đó, dài 2m55. Bu là bu này, bu màu chè nha mọi người, bu màu chè. Ok nha mọi người. Thì cái này nặng là 285 g, đọt của nó là 1 ly 8. Thì độ cứng cái này ra tầm khoảng 80 thôi nhé, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100 thôi. Rồi, giá công khai cái số 22, giá là 800 nha mọi người, 800 cái số 22. Mấy cây cuối luôn nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây cần số 23. Đó, một cây cần 2 đọt 2m7, giá chỉ 700 thôi mọi người. Thì đây một cây cần Alpha Taco, hàng Korea nhé. Thì cái này hai đọt, một đọt cứng 30-50, một đọt cứng 80-120. Phen của nó là phen Fuji nhé, phen Fuji loại xám. Phôi của nó là phôi carbon nè, phôi carbon nhé. Bát của nó là bát Fuji, phôi carbon, phôi cũng rất ok là ok nè.
đây rất ok ha, 2m7 hàng rear. Đọt sẽ là đọt thấp nha mọi người, đọt đọt thấp thì cái này có cái fan fan đời ba đây, nó bị oxy hóa nè, cái dạng nó ga keo và keo nó bị ga ten thế này đó, nhưng mà còn rất là chắc nhá. Thì anh em nào chốt cần mà muốn đi keo địa chỉ lại cái này thì báo mình đi keo địa chỉ rồi cho miễn phí luôn đó. Thì đọt của nó là đọt tháp nha mọi người, tăng độ tải của cái căn thôi ok chỉnh rồi đó, chỉ có các phiên đề ba nó cho đó như vậy thôi. Thì shop cũng đã nói kỹ nha, thì anh em nào chốt thì shop sẽ báo lại cho anh em đó, thôi chỉnh nha mọi người. Thì hai đọt này thì thích hợp cho anh em câu nhiều địa hình, chỗ nào nước chảy mạnh á, thì anh em câu đọt cứng, chỗ nào nước chảy yếu thì anh em câu đọt mềm đó, rất là ok nha. Thì cái này nặng là 266 gram, đọt 1 ly 7, độ cứng 30-50, một đọt 2 ly 3, độ cứng 80-120, giá công khai cây số 23, giá 700 nhé, giá cực kỳ mềm. Tiếp theo cây số 24 lên cho người vẫn một cây cần hai đọt đó. Cây này dài 2m7 mọi người, dài 2m7. Cây này của hãng gì đây? Cây này của Xiaomi nhé, Xiaomi hàng Korea. Phôi cũng là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Fan của nó là fan Fuji nè, fan dạ quang. Bát là bát Fuji. Phôi cũng sẵn nha mọi người, phôi sẵn. Đây. Cây này thì không lỗi nha mọi người, tất cả không lỗi. Fan keo chỉ ok. Đó. Keo là ok nha mọi người, nó bị rạn cái này một tí thôi, nhưng không ảnh hưởng nha, còn rất là chắc. Fan dạ quang. Càng ok. Kim sẵn đây. Đó. Thì cái này nặng là 310 gram, đọt 2 ly 4, độ cứng của nó, độ cứng là đọt 2 ly 4 độ cứng là 50, đọt 2 ly 7 độ cứng là 80, giá công khai cây số 24, giá là 800 nhé, 800 cộng ship cây số 24. Tiếp theo cây 25. 25 lên cho mọi người một cây cần dạng cần lua. Thì nó có định vị nha mọi người. Cái này một cây cần của Suzumi, một cây cần lua. Dài 3m3 nha, dài 3m3 có định vị nhé. Đó. Fan Pussy. Càng còn rất chi là đẹp. Đó. Bát Pussy. Cần lua Suzumi dài 3m3, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb, tầm 10 kg. Đây, nó đây, đơn vị hết nhá, càng rất chi là xịn luôn, hồi cũng rất là đẹp. Cái này độ mới cho tầm khoảng 95 nhá, 95%. Đây, từ xa đây, phen nó đây, đó. Nói chung thì cây này dạng anh em về câu ngâm, câu lăn xê cũng được, rất ok. Câu lua thì anh em có thể câu lua mồi giả thôi nhá. Cây này đánh giá thiệt thì không bao nha mọi người. Đó. Phen nó đây, đó. Thì cái này dài 3m3, nặng là 295 gram, đọt 2 ly 1. Rồi giá không khai cây số 10-25, giá 700 mọi người, 700 cây số 25. Tiếp theo cây số 26. 26 lên mọi người một cây cần hệ. Thì cây một cây cần đại qua Relox Point Carbon sáng ít. Đó. Phen là Fuji loại xám nè. Point ở đây. Đó. Khỏi bàn nha. Báo ta bát Fuji tem hoàng. Thì cái cứng 50, dài 2m7. Sáng ít mọi người. Đó. Rất chi là ok. Chỗ này bị xước một tí nè, đó, không ảnh hưởng tới phôi nha, xước cái lớp sơn bóng thôi. Phen ở đây. Bù đây, đó. Sao? Cái này sẵn gân guốc nha mọi người, sẵn tới ngọn luôn. Mấy cái này độ nảy cũng rất là cao nha. Cứng 50, dài 2m7, chuẩn nên đánh câu ngâm, câu ca, câu chép, câu đăng xe ha. Đó. Thì cái này nặng là 375 gram, đọt 2 ly 6, dài 2m7, cứng 50. Rồi giá ông khai số 26, giá 800 nhé, 800 cộng tiếp thì số 26. Tiếp theo cây số 27. 27 lên cho mọi người quẩn một cây hàng hệ của Daiwa, một cây Daiwa cánh dẹp nè. Phen là phen Fuji, loại xám. Phôi là phôi carbon. Đó.
bát là bát đai qua nha mọi người, bát đai qua. Thì cái này dài 2m5 thôi, cầm bông sẵn nè. Ok đọc ở đây phú xí đỏ xám, bu là bu dạng môi chày. Thì cái này dạng thích hợp cho nên một bên trên bè đó, câu lăng xe, câu ngâm, carbon wicker, dòng này dòng là đệ nha mọi người. Cần thì có xây sát, thì giá cũng rất là mềm. Thì cái này nặng là 285g, đọt 2 ly, cứng từ 80 đến 120, giá khai cây số 27, giá 900 nhé. Tiếp theo cây 28, 28 lên trong người vẫn một cây cần đầy qua, cần dẹp. Thì cái này dài 2m7, 2m7 này chuẩn cho anh em là cột cha, cột ngâm, cột chê, cột chim nè, cần đầy qua. Bát đai qua luôn, bát đai qua Fuji, phen Fuji loại xám, cần 2m7, phôi sáng ít, đó, Romex nè, đọt của nó là đọt tháp, phen nó đây, đó, nhìn rất là xịn nha, bô môi chày, bô này khỏi chê rồi, đó, gặp chi là bóng, thì cái này nó để là kính từ 100 đến 150 nữa mọi người, đó, dạng này chuyên về cho bạo lực ha, đó, cần cũng rất chi là đẹp. Thì cái này nặng là 270g, đọt 2 ly 2, giá công khai cây số 28, giá là 1.1 triệu nha mọi người, 1.1 triệu cây 28. Tiếp theo cây số 29, thì 29 lên cho mọi người một cây cần máy ngang. Thì đây một cây cần máy ngang, dạng máy ngang câu ngâm nhé, chứ không phải dạng máy ngang câu lô đâu nha mọi người. Đây fan nó cực kỳ dày đó. Phen của nó là phen Fuji loại xám nha mọi người. Đó, phen cực kỳ dày nè. Ok, một cây Tika. Đó, thì anh em nào thích dạng con máy ngang mà dạng con ngâm thì đây. Ok, cần lý tử mọi người. Bu của nó là bu trong sắn mọi người, bu trong sắn, bu xít, bu xịn luôn á. Bu cực kỳ nhỏ luôn, nhỏ xíu luôn nè. Đã hết sức. Đó, thì cái này dài 1m95 nha mọi người, dài 1m95, độ cứng cái này ra tầm khoảng 20 thôi. Đó. Thì cái này nặng là 147g, dài 1m95, đọt 1 ly 3, giá công khai cây số 29, giá 400 mọi người, 400 cây số 29. Tiếp theo cây số 30, đây một cây cần lua, một cây cần máy ngang, cần con ngâm nha, cần máy ngang con ngâm, nhắc kỹ lại cho mọi người luôn. Cây một cây Bisiki, máy ngang con ngâm, mà đặc biệt cái này thì cái này số bộ phen là bộ phen chít nòng súng nha mọi người, đây chít nòng súng. Cái này bộ phen này thì anh em về mà câu đã chán thì tháo ra, dựng lại cặn mới thì vẫn còn lời luôn á. Phen cũng khá đắt tiền, phen cũng rất ok, bộ trong sẵn nha, bộ Fuji. Thì mấy cây này thì anh em có thể câu máy điện nè, câu ngâm. Cây này dài 2m5 nha mọi người, dài 2m5, độ cứng cái này ra tầm khoảng 20-30 thôi. Đó, cần có xây sát nha mọi người, xây sát mà tổng thể phôi ok nha mọi người, tổng thể phôi ok. Thì cái này nặng là 256g, đọt 2 ly 6, cứng ra tầm khoảng 20-30, giá công khai cây số 30, giá là 700 mọi người, 700 cây số 30 đây đọt nhé. Tiếp theo cây số 31, 31 lên cho mọi người quẩn một cây cần của Misaki. Bát của nó là bát Fuji, phen là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji loại xám, máy ngang nhá, Fuji nè, bu Fuji chống sắn, bu xít nha, bu xít Fuji chống sắn, cần thì có xây sát đây, đó, không tránh khỏi. Cái này về anh em dạng câu câu ngâm, câu ngâm biển. Cũng ok, có mấy ngang, độ cứng ra tầm khoảng 20 thôi. Thì cái nặng là 210g, đọt của nó là 1 ly 1, độ cứng 20, dài 2m4, giá công khai số 31, giá là 600 mọi người. Rồi, đó tổng cộng là 31 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt để shop, để số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.